Ngày 18 tháng 1, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B khiến một người chết. Theo thông tin ban đầu, tối 17 tháng 1, người dân sinh sống gần quán ăn trên đường Bình Thành thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thấy một số người xảy ra lời qua tiếng lại trong lúc ăn uống. Một lúc sau, xảy ra ẩu đả giữa một số người ở phía trước quán ăn. Một người bị tấn công nằm gục trên đường, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Lực lượng chức năng địa phương sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của người liên quan, trích xuất camera điều tra vụ việc.